giữa đêm dài tối đen, hãy nhóm lên, hãy nhóm lên đốm lửa niềm tin giữa cuộc đời tối đen, hãy thắp lên, hãy thắp lên lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền lệ cứu mong đám con khắp mọi miền. Thầm tiên con người toàn diện, đức trí thế dung niềm tin, thành công dân tố xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc vươn khắp hoa đẹp từ ba miền mọc lên. Trường yêu thương ấp ủ bao năm trường, rồi mai tung cánh trên khắp nẻo đường. Tin con luôn nhớ về trường hòa bình mến thương. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền mẹ cứ mang đám con khắp mọi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết là mẹ áo vá, cha sơn vai một đời nắng mưa. Con biết là cơn gió trưa làm cha mát lòng, mẹ cảm thấy vui. Con biết là ngày tháng mới, con bình yên trên giảng đường đại học. Con biết là ngày hôm qua, mẹ cha đã nghĩ suy thật nhiều. Và con biết bao điều chắc chiu, bao điều đáng yêu mẹ dành cho con. Và con biết cha thương con nhiều, cha đã cố gắng từng đồng tiền vay cho con đi học. Ôi con thương mẹ, thương cha làm sao. Ôi con tin là con sẽ cố gắng để cha nụ cười cho mẹ bình yên. Con không làm mẹ cha thất vọng đâu, đời sẽ vui khi con trở về. Con trở về cùng ngày nắng mới, giấc mơ đại học đời con thanh thang. Con trở về cùng ngày nắng mới, tháng năm đại học đời con nhớ nhà. Con biết là mẹ áo vá, cha sơn vai một đời nắng mưa. Con biết là cơn gió trưa làm cha mát lòng, mẹ cảm thấy vui. Con biết là ngày tháng mới, con bình yên trên giảng đường đại học. Con biết là ngày hôm qua, mẹ cha đã nghĩ suy thật nhiều. Và con biết bao điều chắc chiu, bao điều đáng yêu mẹ dành cho con. Và con biết cha thương con nhiều, cha đã cố gắng từng đồng tiền vay cho con đi học. Ôi con thương mẹ, thương cha làm sao. Ôi con tin là con sẽ cố gắng để cha nụ cười cho mẹ bình yên. Con không làm mẹ cha thất vọng đâu, đời sẽ vui khi con trở về. Con trở về cùng ngày nắng mới, giấc mơ đại học đời con thanh thang. Con trở về cùng ngày nắng mới, tháng năm đại học đời con nhớ nhà. Con trở về cùng ngày tháng mới, giấc mơ đại học đời con ước mơ. Con trở về cùng ngày tháng mới, giấc mơ đại học đời con ước mơ. Cha khách đưa các em
học sinh từ Hưng Hóa giáo phận Cực Bắc của Việt Nam chúng ta, cha Gioan Bautista Nguyễn Công Thần hay là Công Thần gì đó, cha cũng mới gặp lần đầu. Ngài là thành viên của Caritas giáo phận Hưng Hóa, và phía bên ngoài là cha Giuse Nguyễn Trọng Hải, là một linh mục của trường. Ngài năm nay ngài đảm trách trông coi các con nội trú, quản lý tất cả các cô các cậu ngoại trú, cùng với hai thầy là thầy Giuse Lê Vương Quyền lát nữa chào Đức Lễ, và thầy Minh Tuấn. Rồi các con có thêm hai sơ là sơ, hai sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm, sư Trinh và sư Thơ. Rồi ngoài ra các con còn có các thầy khác nữa, thầy Đạt, thầy Phước, thầy Long. Đó là những người luôn luôn gắn bó với các con trong các em tất cả nội trú, cả cao đẳng, cả trung cấp. Bây giờ chúng con vỗ trầm vỗ tay chào mừng tất cả các con. Rồi bây giờ chúng ta số sáng thường lệ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em, cùng với các cha đồng thế. Chúng tôi chào tất cả quý thầy cô, chào tất cả các phụ huynh con đem con em đến trường ngày đầu tiên hôm nay. Đặc biệt chúng tôi cũng có lời chào quý thầy quý dì đã từ các nơi đem các em đến mái trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Và cha có lời chào tất cả các con, các học sinh, sinh viên mới của trường Cao đẳng Hòa Bình. Giờ đây chúng ta hợp nhau trong thánh lễ đầu tiên dưới mái nhà quyền thân thương của giáo phận Xuân Lộc này để cử hành thánh lễ đầu tiên kính Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba, Thần Sức Mạnh, Thần Sự Sáng ngự đến trong lòng mỗi người chúng ta. Các em có đạo Công Giáo cũng như các em các tôn giáo bạn, chúng ta cùng cầu xin Thánh Thần soi sáng cho tất cả chúng ta trong năm học mới được học tốt, được sức khỏe, được ơn minh mẫn để các con tiếp thu các bài học đạo đức, bài học kiến thức, bài học nghề nghiệp. Đó chính là cái cốt lõi của đạo Công Giáo, của giáo dục của trường Cao đẳng Hòa Bình là phát triển con người toàn diện. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn thầy trò, cha con, dì cháu, anh em, bạn bè chúng ta trong năm học mới này được mọi ơn lành. Chúng con cũng đừng quên cầu nguyện với Đức Mẹ Maria là mẹ của chúng ta, với Thánh cả Giuse là quan thầy của nhà trường. Xin các đấng cầu bờ trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa tha các tội lỗi đã phạm để thánh lễ chúng ta dâng đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin thì
Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Nhưng chỉ có một Thiên Chúa, có nhiều thứ công việc,
nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích, cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chính trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên thân thể, cho dù là do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Ai khát nước hãy đến cùng ta và uống, ai đi nơi ta thì như lời Thánh Kinh dạy, từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông. Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi người sẽ lãnh lấy, bởi chân Thánh Thần chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Ta nhớ là trong sách Tông đồ Công vụ đã nói là trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống trong nhà tiệc ly dưới hình lưỡi lửa, thì Chúa đã đốt nóng tâm hồn các tông đồ và những người hiện diện, và biến đổi các nàng trở nên những khí cụ Chúa dùng để loan báo tin mừng, để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Và sau đó, Thánh Phêrô đã giảng bài giảng đầu tiên ở cửa nhà tiệc ly. Dân chúng từ khắp nơi đổ về để chuẩn bị mừng lễ vượt qua. Thánh Thần đã quy tụ tất cả mọi người là thành một cộng đoàn duy nhất. Ai cũng nghe thấy lời giảng của Phêrô bằng ngôn ngữ của chính mình và cũng đón nhận hiểu được lời giảng của Phêrô. Như vậy, Chúa Thánh Thần đổi mới tâm lòng con người chúng ta, và Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả muôn dân muôn nước thành một dân tộc, dân thánh của Thiên Chúa. Hôm nay, ngày khởi đầu của năm học 2018-19 của mái trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, chúng ta cùng nhau dâng lễ xin ơn Chúa Thánh Thần. Xin ơn Chúa Thánh Thần gửi đến đổi mới tất cả chúng ta, đổi mới các cha, các thầy, cô giáo, các dì, các anh em, nhân viên cán bộ của trường, và đặc biệt là đổi mới các em học sinh và sinh viên của trường, đổi mới các con để trở nên những học sinh công giáo có lòng đạo đức, có kiến thức sâu sắc và có tay nghề vững vàng. Đó là ba giá trị cốt lõi trong đường hướng giáo dục của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng ta. Đạo đức là nhận biết Chúa, tin thờ Ngài và biết đem lời Ngài mà thực hiện trong cuộc sống. Bài học đầu tiên của các con đó là bài học biết kính trên nhường dưới, biết chào hỏi bậc ông bà cha mẹ, biết chào hỏi thầy cô, biết thân thiện bạn bè, coi nhau như anh em một nhà, không còn phân cách
không còn phân biệt cách này cách kia, vì các con đang ở dưới một mái nhà. Nhưng các con đã đánh nhận một thánh thần, thì thánh thần đổi mới các con trở thành anh chị em với nhau, cùng học tập, cùng làm việc dưới mái trường này để rèn luyện chính mình và giúp cho các bạn của mình cũng thăng tiến như mình. Đó, Chúa Thánh Thần đổi mới như vậy. Xin Chúa Thánh Thần làm cho các con có một trái tim mở rộng, mở rộng để chúng con biết nhìn về tương lai. Và nơi cuối mái trường này, chúng con bắt đầu chuẩn bị cho tương lai, trở thành một con người trưởng thành về đạo đức nhân cách, một con người có kiến thức, một con người có tay nghề, để chính đôi bàn tay của các con làm ra mà các con được nuôi dưỡng mình, gia đình mình, và làm ra sản phẩm để đóng góp với cộng đồng xã hội, làm cho xã hội ngày một giàu đẹp và tình người được đồng thắm. Đó, xin Chúa Thánh Thần hãy đổi mới tất cả các con ngay từ giây phút đầu đời này trong định hướng rõ ràng đó. Và xin Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta lên một cộng đoàn hội thánh, cộng đoàn học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Hòa Bình, trường Công giáo thuộc giáo phận Xuân Lộc này. Một cộng đoàn tức là một anh chị em với nhau, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt nam bắc trung, nhưng chúng ta là con một cha, anh em một nhà. Chúng ta hiệp nhất dưới mái trường để được học hành, được dẫn dắt và được rèn luyện con người thể chất, con người tinh thần của mình. Cho nên điều quan trọng là yêu thương nhau, anh em một nhà thương yêu nhau như bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một già. Đó, ở đây chỉ có yêu thương nhau như anh em ruột thịt, các con mới học hành tấn tới được, học những cái thầy cô dạy, học cả những cái tốt của các bạn bè mà ngoài môi trường này. Chúng con làm sao có được các bạn bè từ Bắc Hưng Hóa, Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh về đây, từ các bạn Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang về đến đây, từ các bạn Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Bến Tre về đến đây, từ các bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu ở đến đây. Đó, chúng ta có một cái không gian thật là quý báu, mơ cũng không được, mơ làm sao mà gặp được tất cả các bạn trẻ đồng trang lứa ở khắp mọi miền đất nước như vậy. Chỉ có Chúa quy tụ lại chúng ta mới có. Vậy thì các con hãy liên kết với nhau để các con có nhiều người bạn, và những người bạn tốt các con sẽ học được những bài học quý cho đời mình. Tất cả các con là anh chị em với nhau, cho Chúa Thánh Thần quy tụ. Mà Chúa Thánh Thần quy tụ rồi thì xin Chúa Thánh Thần làm cho các con sống yêu thương anh em thật tình, để rồi đây không còn những hiềm khích, không có những phân biệt, không có những giận hờn, và tuyệt đối không có sự thù oán nào hết. Hãy giúp nhau, cùng nhau thăng tiến, cùng nhau nên người tốt ích cho giáo hội, cho đất nước, cho quê hương của chúng ta. Vậy các con hãy bắt đầu một năm mới, năm học mới với niềm tin tưởng cậy trông Chúa Thánh Thần ngự đến đổi mới các con và quy tụ các con lên gia đình mới trong Thiên Chúa tình yêu. Amen.
là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin lửa thần khí Chúa thánh hóa lễ vật chúng con dâng như xưa trong ngày lễ ngũ tuần. Chính Người đã thiêu đốt tâm hồn các môn đệ Chúa Kitô, Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha ban những ân huệ thích hợp cho mỗi thời đại và dùng nhiều cách thế lạ lùng để hướng dẫn hội thánh. Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Cha hằng nâng đỡ hội thánh để hội thánh luôn trung thành tuân phục Cha. Nhờ đó khi gặp thử thách, hội thánh không ngừng khẩn cầu Cha. Lúc được an vui, hội thánh không ngớt dâng lời cảm tạ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tuyên xưng rằng:
đây là mạo nhiệm đức tin. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan Chúa và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước Mỹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục Phụ Tá Gioan, Đức Giám mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con khởi đầu năm học mới, chúng con kính thác vào Chúa, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần soi sáng hướng dẫn các cha, các thầy, các dì, các thầy cô giáo, các nhân viên cán bộ của trường và nhất là tất cả các em học sinh, sinh viên toàn trường chúng con. Xin Chúa cho chúng con nên một trong Chúa và nên một với nhau để nhà trường chúng con được đoàn kết và bằng an. Xin Chúa che chở chúng con khỏi mọi khốn khó. Xin cho các em học sinh, sinh viên của chúng con được khỏe mạnh, được chăm chỉ học tập, và Chúa giúp chúng con loại trừ mọi tật xấu, chia rẽ và lười biếng học tập. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, các em của chúng con nên con cái Chúa, và xin Chúa nối kết tất cả 1.800 em sinh viên học sinh này lên một gia đình con cái Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thương bạn bí của chúng con đã ly dần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy để bà hương lên sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được khen ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tự người dạy, chúng ta giáng nguyện rằng chúng con nguyện thân cha cả sáng, nước cha thì nên.
khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Quý thầy cô,
quý nhân viên cán bộ của nhà trường được khỏe mạnh, bình an và tận tâm tận lực dạy dỗ chỉ bảo giúp đỡ chúng con trong năm học mới. Lạy Chúa, hôm nay chúng con bắt đầu năm học, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con. Chúa biết rõ chúng con có những yếu kém, xin Chúa nâng đỡ chúng con. Trong tinh thần lời Chúa hôm nay, xin biến đổi chúng con trở nên những người trẻ của Chúa, được Chúa yêu, và chúng con cũng biết yêu Chúa như Chúa yêu con. Và xin Chúa nối kết chúng con dưới mái trường này để mỗi người có thêm những bạn mới từ xa, từ bốn phương trời. Chúng con làm thành gia đình yêu thương của Chúa nơi đây và sau này trên môi trường sống, làm việc trong cả nước. Chúng con biết làm chứng nhân cho Chúa trong lối sống, trong nghề nghiệp của chúng con, đó là tình yêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ của Chúa những ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây nhờ thần lương chúng con vừa lãnh nhận, xin cho lòng chúng con cũng cháy lửa yêu mến của Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin các cha cùng ban phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Và cũng để cho nhân viên cán bộ và nhất là anh em giữ trật tự biết các con là người nhà, là học sinh của trường, kẻo đêm tối có những người lạ đến thì nó khó xử ra, cho nên luôn luôn lúc nào các con cũng đeo thẻ. Và cái thẻ năm nay các con thấy đó rất đặc biệt, nó là thẻ điện tử, không làm thay ai sửa được đâu. Và nó có ba chức năng. Chức năng thứ nhất là để thể hiện mình là học sinh trường Hòa Bình, có những thông tin cá nhân, rồi để đi ra đi vào ai cũng nhận biết mình là học sinh trường Hòa Bình Xuân Lộc. Đó là thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn cho các con. Rồi nhất là mới bây giờ, để anh chị em làm quen nhau và để cho các cơ quan an ninh đêm tối biết các con là người nhà của trường. Cái chức năng thứ hai của nó là các con đóng tiền ăn nạp vào đó, và mỗi bữa ăn các con sẽ ở cái máy lúc xếp hàng sẽ trừ đi, và cho đến khi hết thì báo cho các con biết để mà góp tiền vào. Năm nay không có bán phiếu cơ nữa rồi rơi mất, và các con
nhiều cái nó phiền toái mà, cho nên cái thẻ đó sẽ nạp tiền ăn hàng tháng hàng ngày ở đó. Rồi cái chức năng thứ ba là rồi đây học hành các con phải vào thư viện tra cứu tham khảo vào các cái thư viện điện tử trong nước ngoài nước đó, cái tiền các con ở trong ấy nó mới trừ đi cái tham gia vào mạng. Rồi còn một chức năng nữa, sau này khi cái sân bóng đá nhân tạo đây đang dở dang đây một vài tuần nữa hoàn tất, sẽ lập thành những đội bóng đá, mỗi đội 7 người, vì sân này chỉ đá được 7 người thôi. Đó là sân cỏ nhân tạo lớn nhất. Đội nam, đội nữ, cái tiền các con tham gia vào đội bóng đá đó cũng nạp nạp ở trong thẻ. Để rồi mỗi một lần thi đấu nó sẽ trừ đi. Vì vậy các con phải bảo quản, giữ gìn cái thẻ đấy. Có thể nói là nó là vật bất ly thân, nghĩa là không rời xa các con. Các con giữ gìn, đừng có cầm quay, văng mất, hư hỏng, đứt dây. Đó, cái thẻ đó giá trị 200.000 đồng đó. Và làm thẻ không phải dễ đâu. Phải cơ quan Việt theo người ta làm giúp cho, người ta mới ghi vào đấy được những cái điện tử về những chức năng cha vừa nói. Cho nên em nào đánh mất là hoàn toàn thiệt thòi. Đừng bao giờ đùa giỡn nghịch ngợm nữa, hãy luôn luôn đeo vào cổ. Và cái dây nó đẹp như vậy, cái màu các con phải giữ cái màu. Mỗi một cấp trung cấp có hai màu, màu nội trú, màu ngoại trú. Cao đẳng cũng có hai màu, đỏ và vàng, màu nội trú và màu ngoại trú, để các bác bảo vệ đi ra cổng ngoài phân biệt được ngay. Và từ nay đi ra cổng các con sẽ xoẹt qua cái máy, nó sẽ báo cho là các con đi từ giờ đó số học sinh của các con hiện trên màn hình, và nhà trường lấy đó mà chấm điểm máy kiểm cho chúng con vào lớp. Rồi cũng phải sẽ đi đến cái điều đó. Cho nên cái điều chân gian là các con giữ gìn và bảo quản đeo thẻ học sinh, luôn luôn đeo thẻ học sinh, dù mặc màu áo gì, dù đi đâu chơi ở sân đêm tối. Nếu không đeo thẻ học sinh, các con còn lạ nhau, không biết nhau, và thầy cô cũng lạ các con, rồi các nhân viên an ninh tối cũng lạ, người ta không biết là học sinh ở trường, người ta cho ra ngoài. Cho nên các con nhớ điều đấy. Điều thứ hai để các con làm quen đó là tiết kiệm điện nước. Điện nước bây giờ các con tưởng tượng là 1.800 chúng con đây, còn bây giờ mới có là 1.500. Mấy ngày nữa tuần tới các phòng cũ trở lại là 1.800-900, gần 2.000. Xài nước và điện một ngày biết bao nhiêu, nhất là nước kéo từ giếng lên qua các dàn lọc kia để đưa vào cho các con tắm, giặt, rửa, vân vân. Các con hãy sử dụng tiết kiệm, đừng mở van xả thoải mái. Như ở nhà các con chỉ có 5-3 người nước các con xài, nhưng ở đây các con mỗi lần xài nước các con nhớ đến còn 1.898 bạn nữa đang chờ nước. Văn vừa phải, sử dụng vừa phải, không lãng phí. Để tiết kiệm, cha lo nhất là thiếu nước. Năm nào cũng vậy, nhất là năm nay số lượng đông như vậy, nước là cái nhu cầu vô cùng kinh sợ hãi, mà nó có hạn thôi. Rồi điện cũng vậy,
các con sử dụng cần thì bật lên, xong rồi tắt, ra khỏi phòng tắt quả tắt điện, chứ đừng để cả ngày như vậy. Rồi đây cha quản lý về ký túc xá sẽ dặn dò và dạy chúng con nhiều cái điều phải giữ trong ký túc xá, nhưng ngay từ đầu cha chỉ dặn hai điều đó thôi. Thứ nhất, đeo thẻ và bảo quản thẻ, và thẻ năm nay khác với mọi thẻ mọi năm, phải mất là các con thiệt thòi tốn tiền cha mẹ. Thứ hai, bắt đầu sử dụng điện nước tiết kiệm, các con tiết kiệm thì không bị thiếu nước, không bị mất điện, các con được thoải mái, còn thiếu nước thì rất là kinh khủng, cha sợ lắm. Cho nên xin các con sử dụng tiết kiệm giúp cho cha mới và giúp cho các con. Cảm ơn hôm nay các con dâng lễ trang nghiêm, rước lễ đông, và các con lắng nghe những điều cha dặn dò. Cảm ơn một lần nữa sự nghiêm trang của các con, sự đạo đức của các con. Nay đi theo lòng cha, các con đã có cái lòng đạo đức vậy. Trách nhiệm của cha và của các cha, các thầy là gì, các thầy cô là phải làm sao các con đạo đức hơn lên. Hôm nay rước lễ 1.000 em thì từ mai đi sẽ làm sao phải rước lễ hết 1.500 em, thì đấy nó mới là cái thước để đo cái lòng đạo đức dưới mái trường của chúng ta. Các con cố gắng giữ sự trong sạch đẹp lòng Chúa nha. Đứng lên làm dấu thánh giá ra về, rồi chuẩn bị các con ăn cơm tối. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và